Rồi, chị xin chào anh chị và các bạn. Chị mới vừa về thêm một con Honda HR-V phục vụ cho anh chị nè. Honda HR-V biển Sài Gòn sẵn luôn, đèn full LED luôn, phiên bản L. Bản L là bản full LED nè. Đèn cản LED nè, đèn chiếu xa chiếu gần LED nè, đèn LED ban ngày nè. Xe được cái mang biển Sài Gòn sẵn đó. Thấy không? Xe rất là đẹp luôn, màu cam. Biển Sài Gòn, chạy 50.000 cây, sản xuất 2018. Có cửa sổ trời luôn, đây. Cửa sổ trời. Đó, nhìn rất là sang. Màu cam luôn. Đây, bây giờ chiều sẽ tiến hành đi vào một vòng cái nội thất nha. Thì nói chung là xe này mới vừa về, chiều chưa có dọn nội thất, chưa có dọn động cơ và chưa có dọn rầm. Nhìn nó hơi bụi bặm thôi, hơi dơ. Sẵn là quay mộc mạc cho anh chị coi trước. Và khi quay xong cái xe này, chiều sẽ tiến hành đi dọn cái xe lại liền anh chị nha. Đó, đây, ghế da, điều hòa là điều chỉnh bằng cảm ứng hết anh chị nha. Đây, điều hòa, điều chỉnh cảm ứng hết, có auto, có chìa khóa thông minh, có động nút bấm nè, có thắng tay điện tử tự động giữ thắng nè, có ga tự động nè, xe chạy 50.000 cây. Anh chị nào đi gia đình lấy con này đi được không anh chị? Nó được cái nó nội thất nó rộng, nội thất rộng rãi lắm đó, 5 chỗ ngồi rộng rãi, có lót sàn 5D cho anh chị luôn, thấy không? Nội thất rộng rãi nữa, xe thiết kế cũng đẹp nữa anh chị, xe thiết kế cũng đẹp nữa. Chiếc này chịu bán giá chỉ có 625 triệu, 625 triệu thôi. Đó, đây, xe rất là đẹp, nội thất rộng rãi anh chị thấy không? Nội thất rất là rộng, cực kỳ rộng luôn ha, cực kỳ rộng. Đó, xe chạy 50.000 cây, mang biển Sài Gòn sẵn luôn. Đó, đèn phía sau cũng đẹp nữa nè. Đó, được cái biển Sài Gòn luôn đó. Anh chị nào ở Sài Gòn thì giữ lại biển số ha, còn anh chị nào ở khác tỉnh thì chiều sẽ hỗ trợ bao cuốn hồ sơ và anh chị đăng ký mới thôi. Cái cốp sau cũng rộng anh chị ha, đây cốp sau nhìn rất là rộng, cực kỳ rộng luôn, quá rộng đó. Đây nè, về ốc này nọ ha, keo chỉ máy móc thì chiều sẽ đảm bảo hết cho anh chị luôn, là xe không tai nạn nha, không gặp nước nha, máy móc nguyên zin, bao anh chị tết hạn thoải mái luôn. Đó, nếu mà xe mà có tai nạn ngập nước, đâm đụng, chiều xe tặng cho anh chị cái xe này luôn nha. Đó, xe biển Sài Gòn sẵn luôn, sản xuất 2018. Đó, mức tiêu hao nè, cực kỳ tiết kiệm, 5.4, 8.8, 6.7. Đó, Honda HR-V 2018, giá chỉ có 625 triệu anh chị. Giá này là chiều còn thương lượng nha, còn giảm nha. Có thì chỉ đến coi thì chiều sẽ bớt thêm cho anh chị nha. Đây, tắp bi cửa sau nè, đó, các chi tiết, keo chỉ này nọ chiều kiểm tra hết rồi. Kiểm tra hết cho anh chị rồi và cũng đã chết là xe hẳn cho anh chị luôn rồi luôn. Đó. Nè. Đó, xe chạy 55.000 cây anh chị nha. Có ga tự động luôn. Ga tự động nè, thắng tay điện tử tự động giữ thắng nè. Đó, điều hòa cảm ứng nè, màn DVD có cam lùi luôn. DVD có cam lùi, có cân bằng điện tử luôn. Có cửa sổ trời luôn nè. Đó. Năm sản xuất đây nè. 2018. Năm sản xuất 2018, xe nhập Thái Lan. Phiên bản L nha. HR-V. Ghế trên điện 6 hướng rất là đẹp. Đó, thì anh chị các bạn đã quan tâm cái dòng Honda HR-V, liên hệ chiều đến coi xe ngay tại khu dân cư Vạn Phúc, quốc lộ 13, thành phố Thủ Đức anh chị nha. Ở đây một cái con đường rất là rộng này, rất rộng anh chị thấy không? Ở đây anh chị tới đây tha hồ thử xe luôn, tha hồ thử xe, đường rộng đẹp nữa và trong đây cực kỳ an ninh luôn, cực kỳ an ninh. Xe đang nằm tại Thủ Đức anh chị nha, Thủ Đức quốc lộ 13 nha. Giá chiếc này chiều đang bán là 625 triệu. Đó, quan tâm thì cứ liên hệ chiều đến coi xe. Hỏi chiều cảm ơn anh chị nha và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những video clip tiếp theo anh chị nha.